Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo báo cáo, 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19, trong đó đã được cách ly 42 ca, trong khu phong tỏa 22 ca, chưa cách ly 4 ca. Chuỗi lây nhiễm cạn cá thọ quang tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới. Bên cạnh việc tăng cường công tác truy vết xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm, các quận huyện đang tăng cường siết chặt các biện pháp mạnh phòng chống dịch trên địa bàn theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan đơn vị cần xem lại và đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ đời sống cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa. Đề nghị ngành y tế cần đánh giá lại một cách tổng thể trước tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng thời phê bình nghiêm khắc tình trạng buông lỏng quản lý thờ ơ của một bộ phận cán bộ trong công tác phòng chống dịch để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về giãn cách, nhất là trong các khu phong tỏa khu cách ly gây hao tổ nguồn lực cho phòng chống dịch cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố về lâu dài